Chúng ta cùng phân tích đề bài này. Đề bài cho 26,88 lít hỗn hợp khí X gồm có hơi nước này và anh CO2 đi qua than nung đỏ thì thu được amon hỗn hợp Y gồm có CO, H2 và CO2. Trong đó thì có V1 lít CO2. CO2 có thể tích là V1 này. Thì hấp thụ hoàn toàn khí CO2 vào trong dung dịch chứa 0,06 bmol CH lần thì khối lượng kết tủa tạo ra phụ thuộc vào thể tích của CO2 được ghi theo bảng sau. Và ở đây là thể tích của CO2 là V thì tương ứng với kết tủa tương ứng, anh này thể tích là V cộng với 8,96 thì sẽ thu được kết tủa là 3 3B gam. Còn khi mà cho là V1 mol CO2 vào thì chỉ có thu được có 2B gam kết tủa mà thôi. Và đề bài yêu cầu là xác định giá trị gần nhất của A bằng bao nhiêu. Tiếp vậy đối với bài tập này thì thầy sẽ sơ đồ hóa bài toán như sau này. Thứ nhất là chúng ta có hỗn hợp X, đúng không? Hỗn hợp X sẽ gồm có CO2 và H2O, CO2 và hơi nước. Anh này thổi qua than nung đỏ, này thì thu được ở đây là hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y sẽ gồm có ba khí là khí CO2, khí CO và H2. Ba khí này và ba khí này thì sục vào trong nước vôi trong, và nước vôi trong đây người ta không lấy dư mà CaOH lần đây có số mol là 0,06B, 0,06B mol. Đó, một gợi ý nữa mà đầu bài cho chúng ta đó là anh này, anh X đúng không? Anh X có số mol là 26,88 và tương đương với là 1,2 mol. 1,2 mol. Còn số mol của cái hỗn hợp khí Y thu được ở đây là amon. Amon. Đó. Và đề bài yêu cầu chúng ta xác định giá trị gần nhất của A bằng bao nhiêu. Vậy chúng ta cùng phân tích như sau. Ở đây chúng ta thấy rằng là giá trị của V, đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái giá trị của V đây. V đây và V ở đây là V cộng với 896. Khi thể tích mà tăng lên, đúng không? Thể tích của khí CO2 tăng lên mà kết tủa lại giảm đi, chứng tỏ rằng chắc chắn là cái anh V cộng với 896 này là thuộc vào nhánh 2. Nhánh 2. Còn anh V này thì có thể là nhánh 1, có thể là nhánh 1 hoặc nhánh 2. Đó. Còn anh V1 này thì chắc chắn là thuộc nhánh 2 rồi. Tại sao nhánh 2? Bởi vì V1 nó lớn hơn, các thể tích tăng dần mà. Đây cái thể tích nó cứ tăng dần V rồi đến V cộng 896 rồi đến V1 thể tích sẽ tăng dần. Mà cái tuổi lại giảm dần thì chứng tỏ rằng anh V1 này, đúng không? Cái thời điểm mà 2B gam cái tuổi này đã tạo ra ở nhánh 2. Bạn lại thắc mắc, ố thầy nhánh 1 là gì, nhánh 2 là gì? Em chả hiểu cái gì cả. Ok, không sao. Bạn phải có một kiến thức nền tảng về phần CO2 tác dụng với dung dịch kiềm như sau. Thầy sẽ nói sơ qua này. Chúng ta có một cái đồ thị như này, Đó. Thì cứ khi sục CO2 vào, được chưa? Thì nó sẽ tạo ra kết tủa và kết tủa cứ tăng dần đến cực đại này. Rồi sau đó khi mà kết tủa lên cực đại rồi thì sục tiếp CO2 vào thì CO2 sẽ hòa tan kết tủa và kết tủa sẽ tan dần và đến hết. Đấy. Đồ thị của chúng ta nó có cái dạng hình tam giác như này. Đó, cứ một thằng kiềm, một thằng CO2 tác dụng một thằng kiềm CaOH lần hoặc BH lần thì bao giờ cũng có hình tam giác cân như này. Đó. Các bạn hiểu chưa ạ? Và cái công thức ở nhánh 1 ấy, nhớ nhé, công thức ở nhánh 1 thì số mol của CO2 sẽ luôn luôn bằng với số mol của kết tủa. Còn công thức ở nhánh 2 là gì? Đây là nhánh 1 này, nhánh mà từ 0 này, lên cực đại, được chưa? Thì đấy gọi là nhánh 1. Còn nhánh 2 là cái nhánh mà kết tủa bị tan dần ra. Đây nhánh 2 là cái nhánh từ đỉnh này xuống đến cái sườn dốc này, nhánh 2. Nhánh 2 thì số mol của CO2 thì sẽ bằng số mol OH trừ, số mol OH trừ trừ đi số mol của anh kết tủa. Đấy, cứ lúc nào bạn bám công thức đấy đảm bảo bạn lúc nào cũng chuẩn, được chưa? Thoải mái luôn. Cái trục này là trục của anh CO2 nhé, đúng không? Còn anh này là số mol kết tủa. Đấy, nhớ lôm na hai công thức này, nhánh 1 tức là nó áp dụng cho cái nhánh đầu tiên này, đấy, nhánh 2 là nhánh bên này. Thế thôi. Bây giờ mình ốp này. Mình ốp như nào? Thế vậy thì thầy xét trường hợp 1 nhé, Trường hợp 1 có nghĩa là nói về anh gì? Trường hợp 1 có nghĩa là cái anh V này. Đấy, chúng ta hiểu rằng nó đang nhánh 1 đi. Còn lúc sau trường hợp 2 thì nó thuộc ở nhánh 2, nhánh 1 này. Ví dụ như kết tủa đây này, đúng không? Ví dụ giá trị của V đây chẳng hạn, kết tủa đây là 5B chẳng hạn. Đây kết tủa đây là 5B. Nhưng sang bên này thì đúng là kết tủa có phải CO2 chúng ta tăng lên không? Nhưng mà kết tủa nó bị thụt xuống ở phía dưới này. Đấy là chuyện rất là dễ hiểu, đúng không? Thế vậy thì chúng ta có này, thể tích của CO2 nó bằng là bao nhiêu? Bằng V, đúng không? Tại ở đây thì cái kết tủa lần 1 đây, cái kết tủa V, thể tích là V và 5B nó là thuộc cái trường hợp đó kết tủa chưa bị hòa tan. Sang bên này rồi kết tủa bị hòa tan, nhưng còn nó ở bên nhánh 1 này, bên nhánh 1 này thì kết tủa chưa bị hòa tan. Chưa bị hòa tan. Thì mình cứ ốp công thức vào nhánh 1 thì thể tích như đây là V chia 22,4, đúng không? Chuẩn chưa? Số mol CO2 chưa? Bằng số mol kết tủa 5B trên 100. 5B trên 100. Tiếp này. Còn cái trường hợp này chắc chắn là thuộc nhánh 2 rồi, nhánh 2 thì ốp công thức vào thể tích của CO2 đây này. V cộng với 8,96 chia cho 3B thì sẽ bằng số mol của OH trừ
số mod mắt trừ, số mod mắt trừ lấy từ đâu ra? Lấy từ anh Kiềm mà ra. Anh này sẽ là 0.06b nhân 2, đây là mod mắt trừ thì đây sẽ 0.12b. 0.12b trừ đi cái gì? Trừ đi số mol của kết tủa. Và kết tủa ở đây là bao nhiêu? 3b. Thì đây sẽ là trừ đi 3b chia 100. Và từ đó mình sẽ dễ dàng ra được giá trị của v và giá trị của b bằng. Và thầy sẽ bấm cùng với các bạn. Ở đây sẽ là số 2 này. 1 chia 2.4 này. 1 chia 2.4. Bên kia sẽ là trừ 5 chia 100. 0. Bên này sẽ là xin lỗi nhé, chỗ này là V và cộng với 896 chia 24 các bạn nhé. Tôi viết nhầm này, đọc nhầm này. Đấy, thể tích mà thể tích chia cho 24 này ta số mol. Thế vậy ở đây sẽ là 1 chia 24. Đó, bên này thì sẽ là 0.12 trừ đi 0.03 thì là sẽ là trừ 0.09, trừ 0.09. Đó, còn anh kia sẽ là trừ 8.96 chia 24. Thì thầy ta được ẩn V là bằng 11.2. Còn ẩn B ở đây là thầy ta được là 10. Là 10. Đó, anh B chắc là 10 gram thôi, còn anh V ở đây chắc là 11.2 lít. Đó. Thì sau khi ra được anh V và anh B rồi thì thầy sẽ có số mol của anh CO2. Chúng ta sẽ có số mol của CO2. Số mol của CO2 ở đây tính như nào? Số mol của CO2 là tương ứng với cái thể tích là V1 này. Đó. Thì nó sẽ bằng bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng, và anh này chắc chắn thuộc nhánh 2 nhé. Nhánh 2 thì úp công thức vào số mol CO2 thì bằng số mol OH trừ. Số mol OH trừ của chúng ta là bằng bao nhiêu? 0.12B. Đúng không? Trừ đi. Trừ đi cái gì? Anh này là 2B. 2B trên 100. Mà anh 0.12B ở đây là bằng bao nhiêu nhỉ? Và B đây bằng 10. Đúng không? B bằng 10, thằng này cũng bằng 10. Thì mình sẽ có này. 0.12 nhân 10 trừ đi 2 nhân 10 chia cho 100. Đấy, thì thầy ra đây đó là số mol của CO2 thì ta được bằng 1. CO2 đây là 1 mol. Mà có số mol của CO2 rồi. Số mol CO2 đây là số 1 nhé. Đó. Số CO2 đây là 1 mol. Thế vậy thì mình lại có một cái thủ thuật như sau. Ta lại có này. Ta lại có số mol của CO2, đúng không? Số mol của CO2 trong thằng Y này, số mol của CO2 trong Y thì bằng 2 lần số mol của chất X, bằng 2 nhân với 1.2. 1.2 trừ đi số mol của hỗn hợp Y là trừ đi A. Và dễ dàng ở đây thầy sẽ có giá trị của A bằng 2 nhân là 2.4, đúng không? 2.4 chia 1 thì A bằng 1.4 này. A bằng 1.4. Thế vậy A bằng 1.4 thì gần với đáp án nào nhất? Gần với đáp án D nhất. Gần với đáp án D nhất nhé là 1.42, đúng chưa? Thế vậy chúng ta cái tạm thời xác nhận với nhau là 1.4 đã. Còn tiếp tục chúng ta tính trong trường hợp 2 xem nó như nào nhé. Trường hợp đây là A 1.4. Tiếp tục là trường hợp 2 này. Trường hợp 2 thì khi chúng ta sẽ có này, thể tích của CO2 là bằng V. Và bây giờ thì cái kết tủa chúng ta, cái chỗ mà thể tích bằng V ấy, và 5B này thì nó sẽ không nằm nhánh 1, nó có thể nó nằm bên nhánh 2. Nó nằm bên nhánh 2 thì chúng ta sẽ có lại kết tủa sẽ bị tan một phần. Nó thuộc nhánh 2 thì kết tủa sẽ bị tan một phần. Đó. Thì ở đây mình sẽ có này, nhánh 2 thì làm sao? Số mol của CO2 sẽ là V chia 22.4 thì sẽ bằng số mol OH trừ. Số mol OH trừ sẽ là 0.12B trừ đi số mol của anh kết tủa, đúng không? 5B. 5B chia 100. Tiếp này. Anh thời điểm này là V cộng 896, vẫn thuộc nhánh 2 thì V cộng với 8.96 chia 22.4 bằng số mol OH trừ là 0.12B trừ đi số mol kết tủa 3B. 3B chia 100. Ở đây sẽ là 3B chia 100. Đó, thì mình sẽ suy ra được ở đây là giá trị của V bằng và giá trị của B bằng 1 chia 24 này. Ở bên kia sẽ là 0.12 trừ đi 0.05. Đúng không? Thì nó phải là trừ 0.07 mới là chuẩn. Đây là số 0. Bên này sẽ là 1 chia 24 này. Bên này sẽ là 12 chia 0.3 là trừ đi 0.09. Bên này sẽ là trừ 8.96. 8.96 chia 22.4. Đó. Thì thầy ta được ẩn V ở đây là bằng 31.36. Và ẩn Y, ẩn B ở đây thì thầy ra được là bằng 20. 20. Đó. Thế bây giờ mình sẽ xoay như nào tiếp? Thế vậy thì thầy sẽ suy ra số mol của CO2. Đấy, số mol CO2 bây giờ sẽ bằng số mol của CO2 khi mà tại thời điểm là V1 này, V1 này thì kết tủa bao nhiêu? Kết tủa là 2B. Thế vậy thì anh này thuộc nhánh 2 thì số mol của CO2 sẽ bằng số mol OH trừ là 0.12B trừ đi số mol của kết tủa, đúng không? Trừ số mol kết tủa là 2B trên 100. 2B trên 100. Đó, thì thay thằng B vào. Thằng B là bằng 20, đúng không? 0.12 nhân 20 trừ đi 2 nhân với 20 trên 100. Thì thầy ra được đây đó là CO2 nó bằng 2. CO2 bằng 2. Mà chúng ta lại có tiếp này.
chúng ta có thủ thuật này, số mol của CO2 trong y, đúng không? Số mol CO2 trong y, số mol của CO2 trong y bằng 2, nó sẽ bằng 2 lần số mol của hỗn hợp X, 2 lần số mol của hỗn hợp X. Đó, 2 lần nhân với 1,2, đúng không? 2 nhân 1,2 trừ đi số mol của A. Và ở đây thầy sẽ suy ra được nó bằng bao nhiêu nhỉ? Số mol của CO2 của chúng ta ở đây sẽ là 2 nhân 20 là 0,4, 0,12. 0,12 bấm lại này, thì sẽ bằng là 2 nhân với 1,2, 2,4, 2,4 trừ đi 2 thì thầy ra được đây giá trị của A bằng 0,4. Suy ra giá trị của A của chúng ta là bằng 0,4 mol. Thế vậy thì một giá trị là ra được là A bằng 1,4. Đó, còn một giá trị ở đây ra là A bằng 0,4. Thế vậy thì thầy nghĩ rằng ý của tác giả là muốn dồn cho chúng ta về đáp án D, đáp án D. Thế vậy chúng ta cứ chốt lại nhé, bài tập này sẽ là đáp án D. Chứ còn nếu mà bài tập này mà có chặt chẽ hay không thì thầy nghĩ rằng nó có hai trường hợp. Thế vậy thì nếu mà nói gần nhất thì không biết gần nhất cái kiểu gì. Chẳng nhẽ là một đáp án là D, một đáp án là B, đúng không? Không thể thế được. Có thể là chỗ nào thầy đó, thầy giải có chỗ nào đó có bị lỗi không thì chúng ta có thể kiểm tra lại một chút nhé. Xem nào. 0,06 đúng không? 0,06 nhân B nhân 20 nhân 2, 2,4 trừ đi 2 nhân 20 chia 100. Thì đúng là CO2 đây bằng 2 rồi, đúng không? Thế vậy thì đáp án đây A bằng 0,4, mà A bằng 0,4 thì nó lại trường hợp thứ nhất thì 1,4 thì nó gần nhất với 1,42, đúng không? Nhưng trường hợp thứ hai thì A bằng 0,4 thì A bằng 0,4 nó lại gần nhất với 1,28 cơ. Nó là gần nhất nhưng nó cách khá là xa, thì thầy đoán là ý tác giả sẽ chọn là đáp án D các bạn ạ.